đơn không đồng tặng một bạn đoán đúng kết quả xổ số ngày mùng 8 tháng 6 này, và nhớ tăng tên hai người bạn bè của bạn vào trong video này nhá. Bây giờ mình sẽ khui nó ra. Đây chính là một chiếc mũ bảo hiểm đội nửa đầu hình gấu nâu in hình họa tiết rất là cute các bạn nhá. Phần dây quai thì các bạn chỉ cần gạt này ra nhá và rút dây ra là được. Dây mình thấy khá là chắc chắn. Phía bên trong mũ thì được bọc một lớp xốp màu trắng rất là dày và cứng, đảm bảo an toàn, và được phủ bên ngoài bởi một lớp xốp rất là êm, sờ rất là thích, đội lên đầu sẽ không thấy đau nhá. Còn đây chính là một cái kính UV, kính phi công các bạn nhá. Cái mũ này thì free size các bạn nhá, nhìn rất là chất lượng và cũng rất là thời trang. Riêng em này thì mình sẽ tặng lại cho một bạn may mắn, còn những bạn khác muốn rước em này về thì biết mua ở đâu rồi chứ.